Chương trình ẩm thực cuộc sống xin chào quý vị khán giả. Hôm nay Mỹ cùng các bạn nấu một món gọi là súp kem bí đỏ. Trái bí thực ra nó rất là nhiều vi lượng, vi chất, nhất là chất sắt, vitamin B tốt cho hệ mắt của mình, tóc, tai, mũi, móng tay, móng chân, và suy dược về gan nữa và ngăn ngừa ung thư nữa. Và một củ hành, hành tây bình thường chúng ta chọn đến củ hành nó như thế này, chúng ta đừng để nảy mầm sẽ không tốt cho sức khỏe. Và những cái gia vị kèm theo còn có như là hạt nêm, muối, tiêu, và đặc biệt nó phải có một loại kem, cái này nó gọi là kem sữa mà sữa béo, thì rất tốt cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta. Bên cạnh đó chúng ta cần ít dầu ô liu nữa. Bây giờ chúng ta cùng làm chiếc với trái bí đỏ này nhé. Mà hôm nay trái bí đỏ hơi chế biến thành một món là món súp kem bí đỏ. Chúng ta gọt bỏ hết cái vỏ cứng bên ngoài đi nhé, để tránh bớt đi tốn kém thời gian, chúng ta bật cái lò nước lên trước trong khi chúng ta quay trở lại cắt bí tiếp nhé. Bí chúng ta gọt hết những cái phần vỏ cứng bên ngoài đi, và chúng ta gọt hơi dài một chút xíu. Chúng ta bỏ hết cái phần hộp bên trong này nha, ta lấy cái phần vỏ thôi. Chúng ta đem đi rửa sạch đi, chúng ta bỏ vô nồi, chúng ta luộc cho nó thật mềm nha. Chúng ta đã bỏ bí vào trong rồi, chúng ta để nắp lại ha. Và chúng ta chờ bí nó chín. Trong lúc chờ chín chúng ta quay qua chúng ta dọn dẹp bên này ha. Và các bạn nên nhớ khi ta dọn dẹp, chúng ta đừng quên cái phần trang trí trong món ăn của mình nhé. Chúng ta nên giữ lại những chiếc cọng bí như thế này và một vài cái hộp nữa, để chúng ta lát chúng ta trang trí cho cái đĩa ăn của chúng ta. Rồi cắt mỏng cái phần miếng bí này lại ra. Rồi chúng ta đặt cái hạt lên. Chỉ đơn giản thôi, chúng ta đặt vô mép đĩa là được rồi. Bí đã gần chín rồi, chúng ta bắt đầu sơ chế nhé, giai đoạn hoàn tất giai đoạn cuối cùng. Mình sẽ chỉ cho bạn cái mẹo và cắt hành tây cho nhanh và rất là điêu luyện. Chúng ta đặt tay như thế này nha, chúng ta mổ xuống và chúng ta đỡ tốn đi cái thời gian ta bầm. Chúng ta nghiêng con dao và chúng ta cắt từng thớ nhỏ vô một, nhỏ nhỏ liền kề nhau như thế này, mà chúng ta cắt xuống và chúng ta có cộng hành rất là nhuyễn rồi, đúng không các bạn? Thấy không, rất là đơn giản đúng không? Đó là xong, và chúng ta bật bếp lên. Để xem cái bí này đã chín chưa nhá. Chúng ta dùng cái đũa chúng ta xăm xuống, xem bí chín chưa. À chín rồi, chúng ta xăm nhẹ thôi. Và chúng ta tắt bếp. Và chúng ta vớt trực tiếp ra ngoài cái máy sinh tố này. Món này chúng ta cần dùng cái máy sinh tố để chúng ta xay cho nhuyễn ra. Và khi xay chúng ta nên cho thêm một ít là nước dùng gà. Bếp chúng ta đã xay lên nhé. Chúng ta xay sơ thôi và chúng ta để đây. Chúng ta sau khi nồi nóng chúng ta đổ dầu ô liu và chúng ta đảo thơm cái hành này lên. Chúng ta bỏ chung và chúng ta xay luôn. Chúng ta phi hành lên là cho nó thơm, là tạo thêm cái mùi hấp dẫn của món ăn này. Nếu chúng ta không phi ra, chúng ta xay trực tiếp vô thì nó mất đi cái vị thơm của hành, quyện lại cái mùi bí đỏ. Các bạn nên nhớ đi đảo cho nó thơm thôi nhé. Rồi chúng ta múc bỏ trực tiếp vào máy sinh tố. Chúng ta đóng nắp lại, chúng ta xay lên. Các bạn nên nhớ là khi chúng ta xay cái này, chúng ta xay thật là nhuyễn nhé.
thì khi như vậy chúng ta có một cái nước súp rất là sánh, rất là ngon. Chúng ta nổi lửa lên, đun lửa lên rồi hôm nay cho phần kế tiếp là chúng ta cho gia vị vào ha, nhất là kem béo. Chúng ta cho lượng vừa phải thôi, nếu chúng ta thích ăn béo thì chúng ta thêm thêm một ít hạt nêm, muối và tiêu là khi chúng ta ăn chúng ta mới cho vô ha. Ta quậy đều lên. Tại khi chúng ta nấu, chúng ta nên quậy đều để cho kem béo và những cái bí chúng ta xay ra nó quyện lại với nhau, nó không bị bám cháy. Tại khi chúng ta không quấy thì nó dễ bị bám cháy trong cái nồi, nhất là cái thành nồi, làm món ăn đi nó mất đi cái hương vị ngon. Các bạn nên nhớ là nó khi sôi lên chỉ cần 1 phút đồng hồ thôi, giờ chúng ta phải tắt bếp ngay và chúng ta múc là được rồi, đừng để trên bếp sôi quá lâu. Tắt bếp và múc ra, mời mọi người dùng rồi. Xong rồi, có rồi. Mời mọi người vào nhé, chuẩn bị chưa? Các bạn thấy chưa, chỉ cần vài phút thôi, vài thao tác làm xiết cái trái bí này chúng ta đã có một cái món súp rất là ngon rồi. Chọn bí thì chúng ta phải chọn những trái độ tuổi nó vừa thôi, đừng già quá, và chọn nên là chọn bí nếp. Hành cũng vậy, chúng ta chọn những củ xanh và trắng, chúng ta đừng để nảy mầm, nó không tốt cho sức khỏe. Và món ăn này nó làm cho chúng ta tiêu hao đi những cái mệt mỏi trong cơ thể của chúng ta, làm việc ngồi nhiều quá chúng ta mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt. Nhưng đây là một năng lượng nhìn rất là đơn giản nhưng nó giúp cho các bạn nạp lại năng lượng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chuyên mục ẩm thực cuộc sống xin tạm khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.